ngày 27 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề xuất các địa phương xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ thêm 1 đến 2 tuần để đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong khi đó, học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Chào mừng bạn đến với Gen Z và hãy cùng Gen News cập nhật những tin tức mới ngày 28 tháng 2. Tối ngày 27 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản kiến nghị các địa phương về thời gian trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ từ 1 đến 2 tuần. Học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2 tháng 3. Trước đó, báo cáo tại phiên họp thường trực chính phủ ngày 24 tháng 2 về việc điều chỉnh lịch học của học sinh, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ đã có văn bản về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, năm học dự kiến kết thúc trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15 tháng 8 và thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7. Sau khi tính toán kỹ, Bộ trưởng đề nghị các địa phương xem xét quyết định cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3 để đảm bảo thời gian kết thúc năm học. Dịch diễn biến rất phức tạp nhưng không thể nào ngồi chờ đến khi nào hết dịch, học sinh mới đi học lại, Bộ trưởng nhấn mạnh. Văn phòng Chính phủ khi đó cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền quyết định cho học sinh, sinh viên, trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm đi học trở lại trên toàn quốc từ ngày 2 tháng 3. Đối với học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, có thể xem xét quyết định cho nghỉ thêm 2 tuần, sau đó Bộ quyết định cụ thể thời điểm đi học tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Trước thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi có công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh lịch học sinh quay lại trường theo công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo bà Thúy, tối ngày 27 tháng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh mới nhận được công văn mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các địa phương xem xét cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ thêm 1 đến 2 tuần. Trong khi đó, từ ngày 26 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản hỏa tốc về việc cho học sinh, học viên, sinh viên đi học lại vào ngày 2 tháng 3. Cũng trong ngày 27 tháng 2, đã có một số địa phương thông báo học sinh quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3. Cụ thể, chiều ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã có công văn đồng ý cho học sinh, sinh viên, trẻ mầm non quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này cũng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hà Nội, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 họp chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mới quyết định việc học sinh có quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3 hay không. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến 31 điểm cầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Chử Xuân Dũng, quán triệt tinh thần, yêu cầu các nhà trường khử trùng, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị máy đo nhiệt độ, cũng như các phương án sẵn sàng cho học sinh quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3. Ông Dũng cũng khẳng định, nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3. Các trường học tại Hà Nội hiện đang tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc có nên cho con quay lại trường học từ ngày 2 tháng 3 hay không. Trong đó, nhà trường đưa ra 2 hoặc 3 phương án gồm tiếp tục nghỉ, đi học hoặc có thêm phương án khác. Vậy là sắp tới, các bạn học sinh trung học phổ thông và học viên, sinh viên có thể sẽ quay lại trường vào ngày 2 tháng 3. Học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn tiếp tục được nghỉ. Nếu cảm thấy thông tin hữu ích, hãy nhớ like, share, comment và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất. Và tụi mình là Gen Z. Bye bye!